Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Hồng Vlog nha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể cập nhật cái tivi Samsung QLED hoặc là các bạn có thể cài đặt lại từ đầu giống như lúc mua. Thì đối với trường hợp này thì khi các bạn vào những cái phần cập nhật hay là những cái phần mà cài đặt lại đó nó không hiển thị thì cách để các bạn làm thế nào hiển thị thì các bạn hãy xem video này nha. Thì ngay bây giờ các bạn vào trong cái phần cài đặt TV của mình, ở ở phần tổng quát thì cái lệnh đặt lại nó đã bị tối nè, và tương tự các bạn vào phần hỗ trợ thì các cái phần hỗ trợ nó cũng bị tối, cụ thể là phần cập nhật là bị tối thui nè, không hiển thị để cho các bạn thao tác. Vậy bây giờ cần làm thế nào để những cái menu này nó sáng lên để cho các bạn thao tác? Các bạn cần rút nguồn TV ra để khoảng 15 phút. Sau đó các bạn cắm tivi vào lại nha. Sau khi lên nguồn thì các bạn vào phần cài đặt, kiểm tra cái phần đặt lại và những cái phần như là cập nhật thử nhé. Thì mình đảm bảo rằng các bạn sẽ thấy một cái điều bất ngờ. Nhưng mà một lưu ý là khi các bạn đã hiển thị những cái phần đặt lại hay là những cái phần như cập nhật này thì các bạn cần thực hiện ngay nha. Chứ mà nếu các bạn để khoảng 2 đến 3 phút sau thì nó lại ẩn lại giống như lúc đầu. Thì các bạn có thể cập nhật và tìm bản cập nhật mới nhất. Như TV của mình ở đây thì mình sau khi mình kiểm tra cập nhật thì không có bản cập nhật nào cả, vì mình đang để chế độ là cập nhật tự động rồi. Thì ok, thì video này đơn giản hướng dẫn các bạn những cái thao tác cực kỳ cơ bản để các bạn có thể xử lý cái TV Samsung QLED của mình không cập nhật hay là không reset được. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hồng Vlog nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.